vô thôi, nắng quá. Đi 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 đi, sao đứng lại? Phòng nào? Nó thề lo là chứ. À, giờ gia đình mình đi trước nha, đi tung tăng vô nha. Thôi anti-fan, này tâm càng nha. Ngao hai còi, cua thịt, tôm sú. Ồ cá kìa. Cá này cá lăng nè. Cá trình đen nữa kìa. Cá chạch. Ồ cá này cá tên tượng. Ôi cá chép giòn chứ lộn. Rồi coi nè mang cá nè mọi người. Có cá lóc nữa kìa. Này cá chim. Cá chim trắng. Cá mú. Bên đây có nữa nè. Quá trời luôn. Ốc hương, cua gạch, tôm hùm ni, tôm hùm baby nữa nè. Ồ quá trời luôn, hải sản là tươi ngon luôn nha, ốc mà dôi nữa kìa. Cái này là cá mú sao xanh, cá bò da, ồ cá bò giáp, một cá bò giáp luôn kìa ha. Đây, cá tầm Đà Lạt, đi lên Đà Lạt. Bên đây là ruộng nha. Vậy bên đây là ruộng nè, có quá trời ruộng luôn. Muốn uống loại nào uống. Còn đây cá mú đen. Bán đây rất là rộng. Hồi nãy mấy người kia đã mất tiêu rồi ta. Ngọc á, tên Ngọc á. Ừ. Đây, không gian quá. Trên lầu hả? Ồ, lần này lên trên lầu. Như đang sửa chữa không gian quán, rất là lớn. Hôm nay cho đi lên trên lầu. Dạ, bữa nay hơi xa, ta có má đi mình trên xa dữ vậy. Ở đâu vậy em? Đây hả? Hôm nay cho đi lên lầu luôn hả? Đó. Hồi sáng em định nói thơ hên là không tìm thấy cái lê lê. Phòng rất là đẹp nha, bữa nay là sinh nhật cô gái này nè. Nó bỏ má. Hả, bữa nay hả, chết tiền quá à. Đây. Ủa tới chưa? Đưa lên hả? Đây, mẫu hậu vô nha. Vô má ơi. Đen. Đói bụng quá. Thôi đi cầu thang hả? Nè cho má ngồi bên đây nè. Tha. Ồ lần đây đi. Cái giữa má, cái giữa má, cái giữa. Cái giữa. Cho chị ha, ngồi bên đây nè. Trời nãy giờ thấy cao kê không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Anh cho ta về.